Alo, Dũng Thơm thì xin chào cô chú với anh chị. Bữa nay lại quay xem mấy cắt lúa cho mọi người xem nè mọi người. Ở sau lưng mình bọn mẫu này là coi như là dọc đó mọi người. Đó. Những mấy người bắt chuột là cũng lại nhoi luôn nè mọi người. Xem coi có bữa nay có chuột không để chia sẻ cho mọi người xem. Đó. Còn mẫu đây là hết rồi mọi người. Rồi xin mời tất cả mọi người cùng xem với Dũng Thơm TV. Xin chào tất cả mọi người nha. Còn có 2-3 luồng nữa hết rồi đó mọi người. Anh em xuống tập trung được không? Tới giờ lên rồi đó. Giờ xuống từ từ đó mọi người. Lúc này dịch bệnh rồi hết gì ăn hay kiếm chuột đồ để mà giờ con không có quay chia sẻ cho mọi người xem. Giờ tập trung xuống từ từ rồi đó. Đây con quy lại bắt nữa mọi người. Lợi với ba nó cầm coi kìa, chuẩn bị bắt chuột đó. Xem coi chút nó có chuột gì không. Mẫu này cũng 3 công đó mọi người. Luôn ở chỗ này luôn là được 3 công đó. Nó có chuột đó mọi người. Răng. Rồi dỡ lên cho anh em coi coi. Quá đã luôn mọi người. Con rồi kìa. Con nó cũng bự quá luôn đó mọi người. Đó. Đó lòm luôn. Đó, con bự hết mọi người. Đó. Đó lòm luôn. Lớn lớn tiền lớn lớn canh tuy lớn tiền. Tiền canh tuy lớn lớn. Đừng con nữa đó mọi người. Hai con. Hai con đó mọi người. Đó. Cũng bự bự lắm đó mọi người đó. Nó đỏ được một con, cái áo đen xanh xanh nó được một con. Rồi còn cái luồng này luồng cuối. Thì góc bên kia cũng nhiều lắm nè, coi bên kia coi bắt được con nào không. Dạ hết rồi đó mọi người, để tập trung vô đây nè. Con số chạy theo đó mọi người. Còn hết luồng nó hết rồi mọi người. Quá trời con người ta luôn rồi mọi người ơi. Đầy đồng luôn, toàn là nít không à. Cũng cái cánh này là cái cánh cuối cùng rồi đó, cái mẫu cuối cùng luôn rồi đó mọi người. Đó, nó đuổi đó. Đó. Cũng vui á mọi người. Đừng con rồi đó. Để coi bên đây coi. Cái được có 3 con rồi mọi người ơi. Mình coi bên đây coi, còn không? Còn cái luồng cuối á. Nó chuẩn bị lũ gà đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thôi, dây nhỏ xíu à. Quá trời luôn rồi. Sang qua miếng nhỏ mới thôi mọi người. Cái này khoảng cái chừng nửa công mới được có mấy bao rồi mọi người ha. 2 bao, 4 bao, 7 bao, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mới được có 19 bao rồi mọi người ha. Ba con lúa mới được có 19 bao à. Ai xanh môi bia bay ơi ơi đây con nè mọi người đó, một con cái bên kia nãy được một con nữa là ba con bự lên mọi người, quá bự luôn. Quá bự luôn rồi đấy. À, bên này có quỷ gai ruộng đó mọi người, quỷ vũ hạ ân này có đủ luôn nè đó, để bắt chuột. Xong rồi mọi người, còn đủ 2-3 luồng nữa xong rồi. Ba luồng nó hết rồi đó mọi người. Còn luồng nó luồng xong rồi đó mọi người. Đầu chuột ra từ từ rồi đó mọi người. Cuối rồi mọi người, hả? Lúc cuối rồi có chuột từ từ đó. Xem nào, có cái ô cuối cùng đó mọi người. Ô cuối cùng như là đồ cuối cùng luôn á. Không biết có hay là không đâu. Nó chạy theo nhoi chừng đó mọi người. Nãy bên kia là 3 con, bên đây cũng có. Chưa thấy gì luôn. Chắc không có quá mọi người. Rồi phần cuối cũng thơm xin cảm ơn tất cả mọi người xem ủng hộ kênh Chúng Thơm TV. Chúng Thơm TV xin chúc tất cả đại gia đình mình luôn luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, bình an và hạ sự như ý mọi người. Đừng còn gắn các bạn. Đừng còn gắn với con chuột. Xin tạm biệt tất cả mọi người nha. Xin cảm ơn.